Thưa quý vị, với chủ đề Thanh niên khát vọng và cống hiến, hội thi tuyên truyền giới thiệu sách do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức diễn ra chiều nay tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự. Hội thi thu hút 23 đơn vị trực thuộc thành đoàn tham gia. Các đội truyền tải nội dung của quyển sách đến người xem bằng hình thức sân khấu hóa sinh động như kịch, tiểu phẩm, thơ ca, hò, dè, thuyết trình. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là trong đoàn viên thanh niên.